Ui, bé May với bé Julie đến xin kẹo đấy à? Halloween này tôi đã thiết kế cho May với Julie hai bộ đồ cực kỳ chiến. Với tính cách háu ăn của mình, May rất phù hợp để hóa trang thành quỷ hạt. Buổi tối đi ngoài đường tự nhiên thấy túi hạt biết di chuyển, là tôi cũng rén. Bộ đồ của May thiết kế là đơn giản nhất, chỉ cần cắt và khoét một lỗ là xong. Đây là thiết kế lúc đầu của bộ trang phục quỷ hạt, nhưng mà nhìn buồn cười quá không sợ được. Sau đó tôi phải thiết kế lại để trông đáng sợ hơn. Mọi người nhìn vào thấy có sợ không ạ? Còn với Julie, tôi đã thiết kế riêng một set ma cát cực kỳ đặc biệt và tốn công làm. Tôi phải dùng nhiều lớp băng dính dán đè lên nhau, sau đó lên Mali Pet Shop để múc cát Luna, rồi đổ lên băng dính để tạo một lớp cát ở trên. Nhấc lên là được một tấm toàn cát Luna, tạo kiểu và làm một đoạn dây rút là xong. Đằng sau bộ trang phục này có một ý nghĩa rất sâu sắc, đó là Julie hay đi lên đệm của tôi, thế nên tôi cho Julie làm ma cát luôn. Tuy nhiên tôi quên không tính độ bền của bộ trang phục. Julie chỉ cần cào nhẹ một cái là bộ trang phục bị rách hết. Cũng may còn cái vương miện nên tôi lại cho Julie làm chính mình. Nhìn hai em bé này đến gõ cửa chẳng lẽ lại không cho kẹo nhỉ? Thao túng tâm lý một em mèo mèo khi mới đón về, mua thật nhiều đồ ăn để lòe đối tượng. Anh đã bảo với chú rồi, về ở với anh là không bị thiệt. Tầm này em mèo sẽ nghĩ thằng cha này rich đấy. Còn áp tiếp tục các chiến thuật tinh vi khác, như hàng ngày dọn sikula để em mèo thấy mình có ích, vuốt ve trải lông để em mèo cảm thấy không thể rời xa mình được, hay là thi thoảng đi xa vài ngày để tạo cảm giác nhớ nhung. Bạn nghĩ bạn đã thao túng em mèo thành công, và rồi bạn nhận ra chính bạn mới là người đang bị thao túng. Đáng yên đang lành tự nhiên đi rước cái của nợ lại về nhà, rồi hàng ngày phải đi đào vàng, đi cọ chậu, suốt ngày phải cưng nựng một vật thể mà đến việc ôm đi ngủ cũng không được. Nhưng bạn có rời xa được em nó đâu, đi đâu cũng nhớ, ăn gì cũng phần. Bạn chính thức bị em nó bào ngân khố, nhưng chắc cũng không đến 17 tỏi đâu. Thế anh đăng con mèo này lên trên mạng, con mèo này em bị mất ấy, không biết là có vẻ ở đây đúng không anh? Và một lần nữa May lại đi lạc mọi người ạ. Tôi đã đi tìm từ gầm giường, gầm tủ, cho đến cả cái bẫy chuột ngoài ban công cũng không thấy dấu hiệu của May. Sau đó thật may mắn khi tôi thấy một bài đăng ở trên mạng có hình ảnh khá giống May, với nội dung mèo đang ở nhà bác Thái, ai là chủ của em mèo này thì đến đón ngay, nó ăn nhiều quá bác không nuôi nổi. Mới đọc đến đấy thôi tôi đã phải phi ngay đến nhà bác Thái để đón May. Chị cho em đón nó được không chị? Đồ, anh muốn đón con này á, anh phải dán hết chỗ kia đi. Trời ơi, muốn chuộc May người ta yêu cầu tôi phải ăn hết chỗ này cơ. Nhưng mà không sao, với tình yêu dành cho May tôi sẽ cố gắng ăn hết. Về cơ bản xiên nhà bác Thái là xiên Thái, ăn có vị cay cay ngọt ngọt chua chua của đồ Thái, có các loại xiên bò, xiên mực các kiểu, ngoài ra còn có cả xôi với nộ. Sao đấy, ngại không dám ăn nữa à? Đi chơi cho sướng mà. Tôi thích nhất là món xiên ở đây, ăn khá là bon mồm, thế nên mới đủ sức ăn được hết để đón May về. Chưa xong đâu. Cũng may là bác Thái niệm tình cho gói về ăn nốt. Đương nhiên là đồng xiên ấy tôi đã phải trả hết rồi. Mày báo quá mày ạ. Dạo này nhả ra vàng chất lượng ấy, nặng gãy cả xẻng này. Ô thêm mấy cục to đùng đấy của May chứ còn của ai nữa? Chẳng lẽ của Julie? Ly ơi, vàng của May làm gãy xẻng rồi giải quyết thế nào đấy? Ba múc cái xẻng mới nhá. Và thế là công chúa Julie đã tinh tinh cho tôi để múc em máy trộn bê tông này. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Sau khi May và Julie vào đây tạo vàng thì quả nhà vệ sinh này sẽ tự quay để lọc ra những thỏi vàng nguyên chất nhất. Không phải quay như này, May với Julie đi ra rồi mới quay. Sau đó máy sẽ thông báo với phần mềm để biết chi tiết hôm nay cháu này đi bao nhiêu lần, ngồi trong này hết bao lâu, rồi cân nặng hiện tại của các cháu, rất hữu ích để theo dõi các cháu bị sỏi hơn cả người còn gì. Tuy nhiên May đi thường xuyên, còn Julie thi thoảng mới vào thôi. Chắc là do máy khá cao, Julie không thích nhảy lên. Cho dù tôi đã kê ghế nhưng Julie vẫn lười. Bây giờ công việc tôi đào vàng cho May khá nhàn, hôm nay thêm cát vào, rồi đến 1-2 hôm sau là đi thu hoạch thôi. Ngăn dưới có túi ni lông để dọn vàng rất tiện. Cũng mong là những thỏi vàng của May trong tương lai không nặng đến mức hỏng cả máy. May ơi, mày ăn gì đấy? Dạ xoay hào trong của, hiện tại tôi có bình chí linh, tôi rất thích ăn bình chí linh. Vớ vẩn, xem top top quá 180 phút à? Đây là ba tê nhá, mấy ba tê. Nhà có thiếu đồ ăn đâu mà sảnh ra cái là đi ăn vụng. Julie làm tí súp thưởng không? Cá chê rồi, ly chỉ có hoa lá cành thôi. Hai quả trứng đấy, không phải của mày đâu. Cho Julie hai quả trứng để ấp nhá. Ô hay, không ấp trứng lại ngồi mân mê đi kìa. Mày thử ấp trứng đi xem nào. Thôi xong vỡ quả trứng của cameraman rồi. Nhìn cái mặt mày láo toét chưa kìa, mày mà trứng luộc rồi đấy. Ăn đi cho lớn. Ông ngửi gì? Tác phẩm của ông chứ còn của ai nữa. Ui giời, đi đâu về mà đen xì ở lưng thế này. Vỗ mãi bụi không bay ra hết mày ạ. Sao không được ăn vụng ba tê nữa nhớ chưa? Thì ra màu lông original của May là trắng. Thế mà trước này tôi cứ tưởng là màu cháo lòng. Chỗ lông mới mọc của May trắng thế. Lông của May hết màu golden rồi nè. Có khi nào là thuyết âm mưu không hả mọi người? Kiểu May cố tình ở bẩn để bị nấm, xong rồi khiến tôi phải cạo hết cả lông đi để thay bộ lông mới. Chứ bình thường mèo không có vấn đề gì về da thì làm sao mà cạo lông được, phải không mọi người nhỉ? Hóa ra bấy lâu nay tôi đã trách nhầm May, suốt ngày trêu May nấm bằng thực lực chứ không hề để ý đến ý nghĩa sâu xa của việc đó. Nếu câu chuyện đúng là như vậy thì chính ra nấm có tác dụng phết đấy chứ. Cứ khi nào muốn reset lại bộ lông là anh Nam lại đi trồng nấm. Thôi đùa đấy, thực ra là May vừa đi spa về mọi người ạ. Đến ấy được các chị chăm sóc thế nên trắng hơn được một tí. Hình như còn được các chị tỉa lại cho cái đuôi này, chứ không với kỹ năng của tôi làm sao mà tỉa được kiểu layer như thế này. Nấm của May cũng đỡ nhiều rồi, nhưng kể ra có một bộ lông trắng, việc cạo đi chờ mọc lại cũng là một ý kiến hay. Việc này tôi không khuyến khích đâu nha.